Xác định đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trong mùa mưa bão là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Công ty Điện lực tỉnh Bình Dương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương hiện đang tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết trên hệ thống đường dây, thay thế thiết bị dây dẫn và dây chống sét, tăng cường nhân vật lực tiến hành cắt tỉa, chặt hạ những cây xanh có nguy cơ gãy đổ làm ảnh hưởng đến hệ thống đường dây điện. Các đơn vị thực hiện phương châm 4 tại chỗ, tập trung nhân lực, vật lực, các vật tư dự phòng sẵn sàng để khi xảy ra sự cố, các đơn vị phải sẵn sàng xử lý khắc phục để sớm cấp điện trở lại cho nhân dân. Hiện nay Điện lực Bến Cát cũng có một cái giải pháp là khi mà lắp đặt điện kế, tức là cái đồng hồ điện cho dân, thì sử dụng những cái hộp composite kính, đồng thời là dây nguồn xuống cũng sử dụng bằng cáp mu le theo tiêu chuẩn của điện lực, của ngành điện là đảm bảo an toàn. Ngoài ra một cái giải pháp là sử dụng cái cáp mô le để đi lên cho khách hàng đấu cái nguồn đi ra phía sau điện kế cho khách hàng sử dụng. Thì tại cái vị trí lắp đặt tại như thế này thì các anh cũng nhìn thấy là tất cả toàn bộ là không có khoảng hở, không có vị trí đấu nối hở. Đó. Thì khi mà người dân hay là bất kỳ trẻ em hay đó thì mà lại gần đây thì cũng không có nguy cơ mà bị điện giật gây ra tai nạn. Để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn trong mùa mưa bão, Điện lực các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tiến hành rà soát, kiểm tra lưới điện, tăng cường rà soát khắc phục các công trình trọng điểm phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, nâng công suất và lắp đặt thêm một số trạm biến áp. Bên cạnh những giải pháp đã và đang thực hiện, các đơn vị cũng đưa ra nhiều khuyến cáo đến tận các khách hàng về việc sử dụng điện an toàn. Điện lực Bến Cát đã triển khai việc phát quang cây xanh, đó, rồi phát tờ rơi thì để tuyên truyền an toàn điện nè, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trong người dân trên địa bàn. Thì có văn bản đề nghị cho chính quyền địa phương để xử lý và đề nghị tháo gỡ những vị trí là vi phạm về hành lang an toàn lưới điện. Ngoài ra thì ở Điện lực Bến Cát cũng liên hệ với một số đơn vị quản lý về mạng thông tin nha, rồi các đơn ban quản lý khu dân cư, rồi các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng để xử lý triệt để những cái vị trí nó không đảm bảo an toàn lưới điện. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, ngành điện đang nỗ lực vận hành lưới điện an toàn, cung cấp điện tốt nhất cho khách hàng. Đồng thời mong muốn người dân tích cực phối hợp tuân thủ các nguyên tắc khi sử dụng điện để lưới điện vận hành an toàn ổn định trong mùa mưa bão.